Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hành trình kỳ quan mới của Lan các bạn ha. Chúng ta sẽ có một hành trình kỳ quan giới thiệu tướng Lan với phần thưởng như sau này các bạn. Chúng ta sẽ có 10 vé long tộc khá là ngon. Mình đoán chắc là rất là nhiều bạn mê cái phần thưởng 10 vé long tộc này. Bên cạnh đó là chúng ta có một số tài nguyên nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu hành trình. Thông thường các bạn thì những cái hành trình kỳ quan và giới thiệu tướng như thế này đa phần nó sẽ không khó, nhưng mà nó sẽ bật mí một xíu về cốt truyện của tướng các bạn. Lan nè, đây là nơi nào vậy? Tôi đã ngủ một giấc dài bên hồ, khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đã ở đây. Ngủ xong rồi phát hiện ra mình bị trôi đâu không biết luôn các bạn. Kiểu này ngủ xong người ta bắt đi nhà thổ cũng không biết luôn quá. Rồi, bởi vì là Lan nên khả năng bay qua đầm nước được các bạn. Chúng ta có một lính gác long tộc đã phát hiện ra sự có mặt của Lan. Giờ chạy đường nào các bạn? Lại nói chuyện nha. Ồ, xúc luôn à. Mình tưởng nó lại nói chuyện hòa hoãn chứ không. Lan chọn cách là đối đầu trực diện các bạn. Đây là những con minion của hệ long tộc các bạn nha. Rồi, Nila lại tới các bạn. Không có Nila chắc là quánh nhau to rồi. Nila chạy đi đâu đây? Rồi chúng ta đi theo Nila. Quánh ông tướng nó không bị đau chân luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi theo Nila và lại nói chuyện. Bạn lính canh cung thủ kia bảo đây là cái con mèo đi lạc. Rồi. Ok, mình sẽ đi trên mặt nước cho lính canh thấy ha. Giờ vẫy đuôi nữa các bạn. Lính canh mà quyền lực quá các bạn ha. Phải chắc chắn là Lan này là long tộc mới cho vào. Kể cả Nila có nói cũng không được các bạn. Ok, chúng ta sẽ tới lãnh thổ long tộc và chúng ta nói chuyện với đầu bếp long tộc. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi nhà kho và lấy nguyên liệu các bạn. Ồ, chỗ này có cây rương vàng này, lượm luôn. Đây là cái đền, đây là biểu tượng ha. Làng của long tộc nhìn lạ vậy các bạn. Ok, thử xuống xem trước đây các bạn nha. Nó bảo đi nhà kho để lấy. Chúng ta đi tìm nguyên liệu nào. Ồ đây. Rồi, Lan sẽ dập lửa các bạn nha, bằng cách sử dụng nước của mình, tạo mưa. Hai ông này ông làm cháy nguyên cả cái khu này luôn các bạn. Rồi, đồ ăn ở đây bị cháy sạch trơn rồi. Giờ chúng ta sẽ sang đây để chúng ta lượm rương vàng nha. Ok, lại nói chuyện với hai ông này, thì hai ông này đang cãi lộn nhau nè. Rồi, xem từ chỗ này có gì nữa không các bạn. Toàn bộ khu vực này đã được khám phá, chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác. Cổng thành hiện tại đang đóng. Chúng ta chưa đi sang khu vực bên này được nha.
Villa đâu mất rồi ta? À, vòng vòng, chúng ta phải lại, chúng ta đánh mấy con rồng này các bạn. Mấy con rồng này hư quá, chúng ta phải đánh nó tụi nó một phát các bạn. 5 con một lượt luôn. Hư thật, làm mình kiếm vòng vòng nãy giờ không biết đi đâu nữa các bạn. Rồi, Nila đang dạy cho những con rồng này biết cách tôn trọng nguyên liệu của mình để nấu ăn. Và tụi nó không có quánh lộn nữa rồi kìa. Hai con rồng lại đang xúc nhau nữa kìa. Rồi. Lan sẽ lại đây nói chuyện về cựu binh của Long tộc ha. Mình hóa thân thành một cung thủ Long tộc các bạn. Chiến đấu với người địa ngục à, bắn một phát đi luôn, ghê. Cái cung của bạn cung thủ Long tộc này ghê vậy, rất đỉnh các bạn. Xúc tu của người địa ngục mà bạn này giơ cung lên não phát là xong. 525 hả, 143 triệu lực chiến. Ok, tầm này thì team mình vẫn farm được. Ồ, hình như là nó hơi mạnh đó các bạn. Quá hơi mạnh mà nhìn là biết đâu có đánh không lại rồi. Đánh không xuống máu luôn rồi. Mình sẽ nhặt cái túp lều này. Ồ, từ cây cung mình chuyển sang lấy thanh đao và mình chém đi cả bốn cái kia luôn các bạn. Chúng ta phải nhặt đồ trong túp lều. Bây giờ làm thế nào để đi lên đi ta? Hủy diệt. Ghê vậy. Con này mạnh vậy. Ghê. Rồi chúng ta sẽ trợ giúp cái này. Rồi giờ mình sẽ xúc cái con me dốc này. 103 triệu lực chiến. Đánh phải xuống máu như vậy mới đánh được nha các bạn nha. Team hồi nãy đánh không có dấu hiệu xuống máu luôn, là đánh không lại đâu. Rồi chúng ta chiến thắng rồi các bạn, nhưng mà chúng ta lượm quà trước đã. Này có mấy cái rương quà chúng ta đi ngang mà chúng ta chưa lượm á. Đây như chuyển đổi thành cung thì phải. Ồ không phải hả. Ok chúng ta di chuyển vào cái ô này. Rồi chúng ta trở về này các bạn. Tỉnh đi, sao anh không dùng một phần năng lượng mà anh dùng để khoe khoang tập luyện hả? Rồi cái phần thú vị nhất của câu chuyện nữa các bạn. Rồi, Bulina sẽ nhờ Lan giúp cái gì đó các bạn. Chúng ta sẽ tới đây. Cổng đã mở rồi. Rồi, chờ chúng ta sẽ đến hòn đảo và lấy vật phẩm của Bulina ha. Bulina cần các bạn. Vì khả năng đi trên nước của Nila. Mà con Bulina kia nó đi không được các bạn. Ồ, chỗ đây có một cái rương vàng, chúng ta tiện đường công tác chúng ta lượm luôn nha. Bèo của mình bị mờ mờ kìa các bạn. Bị rơi vào trạng thái trì hoãn tử vong. Ok, chúng ta đã lên được đảo ha. Giờ chúng ta sẽ tìm vật mà Bulina cầm. Hình như là cái này các bạn. Ở đây nó có cái dấu hiệu mà. Đừng làm phiền trong trường hợp khẩn cấp.
Hãy thắp đuốc để liên lạc với chủ đảo. Chủ đảo này hiện tại đang kêu là đừng có làm phiền các bạn. Nếu mà có gì khẩn cấp thì cứ đốt mấy cái đuốc này lên để liên lạc với chủ đảo ha. Còn một cái nữa này đốt luôn đi chứ. Lại là cái trò này các bạn. Các bạn phải đốt làm sao bốn cái nó lên luôn thì mới được. Các bạn đốt hai góc này là được ha, là bốn cái nó xi lên. Chủ đạo cách siêu đã xuất hiện. Ủa nó bắt phải về đường này không cho về đường kia các bạn. Tưởng đâu là một cái hành trình kỳ quan dễ mà cũng có mấy cái lắc léo một xíu nha. Các bạn để ý cái khúc mà chúng ta đốt đuốc xíu là được. Rồi, chúng ta quay trở lại nói chuyện với lại Bulina. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào giao tiếp với lại Hewin với lại Nila nữa là gần xong rồi đó bạn. Hewin là hiện tại đang là thủ lĩnh của Long tộc rồi các bạn ha. Nói chuyện với Hewin là ok rồi đó. Đi đâu à? Nila với lại Katin đang quánh lộn với nhau. Katin đâu mà chui lại đây đánh Nila vậy ta? Rồi chúng ta sẽ giúp Nila đánh cái con Katin này các bạn. Năm con. Năm cái con mực. Nhảy vào chưa kịp kéo đánh đã bị hẹo rồi bạn ha. Năm con mực đã bị xỉu. Trại của Long tộc nhưng mà người địa ngục vẫn dám tới tiến công các bạn ghê ha. Ok, chúng ta xong nha. Chúng ta xong cái hành trình kỳ quan mới của Lan. Cơ bản thì nó không có tiết lộ gì nhiều về cái hành trình tại sao Lan biết mình là Long tộc hết các bạn ha. Chỉ là tới bờ biển xong ngủ một giấc, xong rồi lại bị lạc trôi tới đảo Long tộc. Xong rồi giao tiếp với những người, những cư dân sống trên đảo này một xíu, chúng ta xong cái hành trình kỳ quan. Không có gì đặc sắc hết các bạn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video mình tại đây nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.